À, mời các bạn cùng khám phá tới đây, chúng ta khám phá thành phố Biên Hòa. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Sau khi vượt qua cầu Hóa An thì mình tiếp tục đi trên đường Nguyễn Ái Quốc để vào thành phố Biên Hòa. Đây vẫn đang là trên đường Nguyễn Ái Quốc các bạn ạ. Nguyễn Ái Quốc hay còn gọi là đường quốc lộ 1K. Tân Hiệp. Đây. Cầu. Ở dưới này có cái hầm gì vậy? Vui Tân Phong. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Ngã ba Hồ Nai.